Nhân vật đặc biệt của chúng ta hôm nay chính là bạn Huỳnh Thái Cường, tên thường gọi là Cường Thái, 31 tuổi, công việc hiện tại là kinh doanh quán cà phê tại quận 10. Là anh cả trong gia đình, Cường phải tự bươn trải từ rất sớm, và để có được như ngày hôm nay, Cường đã phải trải qua biết bao nhiêu thử thách. Xin mời quý khán giả cùng theo chân MC Minh Tuân đến thăm cuộc sống của Cường Thái như thế nào nhé. Cái quán này mình mở bao nhiêu lâu rồi em? Em hoạt động cũng được hơn 1 năm. Hoạt động, đi vào hoạt động hơn 1 năm. Dạ đúng rồi. Lúc trước anh thấy hình như là em sắp mở một, em mở rồi một cái chi nhánh khác. Dạ đúng rồi, cái chi nhánh thứ hai thì em vừa hoạt động cũng tầm được 2 tháng rồi. 2 tháng. Dạ. Cái lý do gì mà em lại quyết định mở một quán trẻ? Đó là cái lý do là chính đó là cái công việc này là nghề của mẹ em. Nghề của mẹ? Dạ, nghề của mẹ em. Mẹ em là cũng đã bán chè ở dưới quê á. Ừ. Thì cũng gần 30 năm. Ồ, là có nghĩa là trước khi em mở quán chè này thì mẹ vẫn còn đang bán chè ở dưới quê hả? Dạ đúng rồi, trước giờ mẹ em vẫn ở dưới quê bán chè. Rồi vì sao mà em mở quán chè này trong vòng chỉ mới 1 năm nay thôi? Tại sao không phải là trước đó? Trước đó thì em không có khả năng và em cũng không có điều kiện. Và đến một cái thời điểm nào đó em thấy bản thân mình có được cái khả năng cộng thêm cái điều kiện thì em sẽ làm cái mà em muốn. Mà bình thường á, mà phụ huynh á, mấy người lớp trước của mình á, khi mà họ làm những cái nhỏ nhỏ thì khi mà mình quyết định là đưa họ đến một cái vùng đất mới và để phát triển nó lên á, thì họ sẽ hơi e dè. Mẹ em có như thế không? Hay là mẹ em dễ dàng chấp nhận nó luôn? Không, thì em nghĩ gia đình em xưa giờ sống á, em luôn làm những cái điều tốt nhất cho gia đình của em. Nên là những cái điều gì em làm á, điều tốt hay không gia đình em cũng sẽ muốn thử. Tại vì trước đây cái gia đình em cũng cái dạng cũng xuất thân cũng là nó tóm lại là cũng như nghèo á, không có được khá giả lắm. Thì đương nhiên ba mẹ em hồi xưa giờ cũng là người tha phương đi đây đi đó, cũng quen rồi nên bây giờ cũng là thử ở một cái vùng đất mới thì em nghĩ là cũng dễ chấp nhận. Là bây giờ bố mẹ em cả gia đình em lên đây sống cùng với nhau ở đây luôn? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ là gia đình em là gồm có bố mẹ và hai đứa em trai của em là bình lên đây hết, là và tạo lên cái quán này và sống chung với nhau và làm việc chung với nhau luôn. Dạ. Ủa trước kia thì khi mà bố mẹ em ở dưới quê thì em ở đây với ai? Dạ trước đây thì em sống ở Sài Gòn cũng 12-13 năm rồi. Em sống không mình. Một mình? Dạ, cỡ gần 1 năm mấy, 2 năm nay thì em mới được sống cùng với gia đình. Xa nhà nhiều khi ai là những người mà ở xứ khác mà khi mà đến Sài Gòn này thì có một cái quan điểm chung đó là cảm thấy rất là nhớ gia đình, xa gia đình. Mình phải nhớ gia đình, có những cái dịp lễ Tết hoặc là những cái dịp như thế nào mình mới có cơ hội để mình đi về. Tại vì mình cũng phải ở Sài Gòn, mình phải mưu sinh chứ không phải là mình khá giả nên là mình đi về lúc nào cũng được. Phải có điều kiện và có những cái hợp lý, cái thời gian nữa mình mới đi về được. Anh hiểu. Mọi người từ ở Sài Gòn về quê thì em thấy cuộc đời họ thay đổi như vậy á. Rồi em có tìm hiểu là vì sao họ lại có thể thay đổi cuộc đời họ nhiều như vậy không? Nói thật ra thì em lúc đó em cũng còn chưa có bước chân lên Sài Gòn á, thì mình thấy là mỗi cái mình không có biết gì, giống như mình một tờ giấy trắng vậy đó. Và thêm một cái nữa là cái thời điểm đó là ở quê em á, thì ở gần em có một cái cù lao, gọi người ta gọi là cái cồn á, cái cù lao, thì ở bên đó là nguyên cái xứ ở bên đó luôn. Thì có cái phong trào á là mấy cái bạn nữ mà khoảng tầm 19-20 á, là mấy bạn là kiểu giống như là phong trào thời đó luôn, là các bạn lấy chồng Đài Loan, lấy chồng Hàn Quốc. Xong rồi cái thời điểm đó thì em cũng cùng cái trang lứa giống như mấy bạn đó. Thì mọi người á cũng hay nói mà đùa với mẹ em á là em cũng ở tuổi đó rồi, nếu như mà em là con gái á thì có thể cũng sẽ lấy chồng Đài Loan, lấy chồng Hàn Quốc để cho gia đình đỡ khổ hơn bây giờ. Dạ đúng rồi. Cái em nghe thì bản thân của mình lớn rồi, bản thân mình cũng thấy cái kiểu tự ái. Mình nói tại sao mọi người lại có cái suy nghĩ như vậy? Đó cũng là một cái lý do thứ hai để em quyết định em lên Sài Gòn. Anh chỉ thắc mắc như này nha, có nghĩa là em phát hiện ra cái giới tính của bản thân mình á từ khi nào? Chắc từ nhỏ rồi, từ nhỏ là em bản thân em đã như vậy rồi, nhưng mà em không có suy nghĩ về vấn đề là và em nhiều khi lúc đó em cũng không có rõ là nam nữ hay là giới tính hoặc là gay như thế nào hoặc là les như thế nào, em không có rành về cái vấn đề đó. Thì em cứ nghĩ cái bản chất của mình như vậy chắc là một cái bản chất cũng bình thường giống như bao người khác thôi, chứ em là có nghĩa là em thấy mình không có cảm giác với con gái nhưng mà với con trai. Dạ đúng rồi, lúc đó từ nhỏ thì cũng cái kiểu mình nhìn một cái người nam mình cảm giác mình có cái cảm giác hơn, do đúng rồi, mình thích hơn là mình đối diện với một người nữ. Lúc đó em thấy nó bình thường thôi đúng không, đâu có gì đâu đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi, lúc đó thì em còn rất là nhỏ nên em nghĩ đó là một cái cảm xúc rất là bình thường. Nhưng mà ở dưới quê của em á, có bao giờ có người họ thể hiện cái sự kỳ thị với những cái người giống như em không? Ở quê em á, ở quê em thì cũng có, nhưng mà cái nói về kỳ thị á thì em thấy hình như là không có vấn đề đó.
tại vì mọi người cũng rất là bình thường, nên là em từ trước tới giờ, nói ngay cả bản thân của em luôn, em chưa có thấy ai người khác kỳ thị cái bản thân của mình về cái giới tính của mình. Và đối với mọi người thì em không biết, cuộc sống của mọi người nó khác, còn đối với em là chưa bao giờ em chắc thấy. Chắc do vì em không thấy người ta kỳ thị nên em thấy mọi thứ nó bình thường. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Không có gì khó khăn hết. Dạ đúng rồi. Rồi có bao giờ bố mẹ em có cái câu hỏi về bản thân em, về giới tính của em? Em nghĩ là nhiều khi em không nói, nhưng mà là cha là mẹ, họ luôn rõ về con cái mình như thế nào, tại vì từ nhỏ tới lớn mà. Nên là nhưng mà được có một cái là gia đình em cũng thoải mái lắm. Cũng chưa bao giờ mà em nói cái vấn đề gì hết. Có thứ nhất là ví dụ như cái lúc còn nhỏ thì thấy nó bình thường. Nhưng mà khi mà lớn rồi, ví dụ mà có gia đình biết, thì lúc đó em đã trưởng thành và em đã tự lập được rồi. Nên gia đình em thấy được là em có thể tự lo được cho bản thân, thì cái vấn đề về giới tính nó không là gì hết. Cuộc sống của em á, từ hồi nhỏ thì em sống ở dưới quê với bố mẹ, tất cả mọi thứ nó đều phát triển kiểu một cách bình lặng như thế thôi, hay là nó có gì đấy khác biệt không Tuấn? Dạ em nghĩ thì nếu như mà so với những trẻ em khác á, thì em nghĩ cuộc sống của em từ nhỏ chắc sống ở trong cái môi trường không có bình thường. Tại vì thường thường ở tuổi còn nhỏ thì chỉ là ăn với học thôi, và tiếp xúc với trường học với bạn bè. Nhưng mà cả cái tuổi em á thì em đã sống ở một cái môi trường gọi là môi trường của người lớn rồi. Người lớn là làm sao? Trước đây thì gia đình em có nghĩa là mình ở quê của mình đó, mình làm cái công việc mình không có thay đổi được cuộc sống, thì gia đình em có gọi là đi xa xứ qua tới tận Campuchia bên đó. Và em là còn nhỏ thì em cũng phải đi theo gia đình em thôi, đi theo cha đi theo mẹ để mình sống cùng với cha với mẹ. Nên là đi qua bên đó thì em sống ở trong một cái môi trường gọi là ở trong đó là một cái môi, ta nói gọi là một cái môi trường người lớn, thì vô trong đó thì toàn là giống như là bia ôm vậy đó. Ở trong đó là quán bia ôm không à. Là bố mẹ em vào làm giúp việc này nó ở trong một cái quán bia ôm. Dạ đúng là rồi. Nấu ăn này nó các thứ ở trong đấy. Dạ đúng rồi, ba mẹ em phải làm nấu nướng rồi giặt đồ các kiểu. Rồi tất cả các con là đi theo hết. Dạ đúng rồi, lúc đó thì còn nhỏ lắm, chỉ có mình em thôi. Lúc đó em chưa có hai đứa em. Lúc đó em có 6-7 tuổi thôi. Rồi cụ thể là em biết những cái điều gì mà em bảo là nó ảnh hưởng đến tâm lý của em á, để em không giống như suy nghĩ của những đứa trẻ khác? Thì em nghĩ trong cái môi trường đó thì nó hơi tế nhị tí xíu. Nhưng mà em là một đứa trẻ thôi, em phải sống ở trong môi trường đó. Thì tại vì em sống với gia đình mà em phải sống ở môi trường đó, bắt buộc phải như vậy. Nên hàng ngày em phải chứng kiến những cái là mà trẻ em không nên chứng kiến. Nên nghĩa là mình chỉ là một trong những cái trường hợp đó thôi, chứ không có gì khác biệt. Dạ đúng rồi, em không có thấy sự khác biệt từ nhỏ. Ví dụ như trong cuộc sống của em chỉ thấy bình thường là nam với nữ, mà tự nhiên bây giờ tự nhiên mình là một người nam mà mình thích một cái người nam, thì em thấy đó là sự đặc biệt, thì em sẽ tìm hiểu và tò mò tới nó. Nhưng mà mọi thứ em đều thấy ở và em đều sống hiện diện lúc mà em còn quá nhỏ, nên là em thấy nó rất là bình thường đối với em luôn. Rồi sau 2 năm đó thì gia đình mình lại chuyển đi đâu? Dạ thì 2 năm đó thì nó thật ra làm được có chút tiền rồi, bắt đầu cũng người ta mình cũng nhớ quê. Rồi nó cũng có nhiều vấn đề đó, nên là em không có gia đình, em cũng trở về Việt Nam và về quê sống buôn bán này kia, chứ không có sống ở bên đó nữa. Rồi khi mà em quyết định rời quê mình lên Sài Gòn để mưu sinh á, thì anh có thể hỏi em là em đã trải qua những điều gì không để đến được cái ngày hôm nay? Dạ thì đương nhiên cái thời điểm đầu á mình đi á rất là nhiều bỡ ngỡ và nhiều điều nó bất ngờ đối với mình lắm. Tại vì nó thật ra giống như là mình đi lên Sài Gòn mình không biết cái gì hết trơn, mà lúc đó thì tiền cũng không có. Em không biết mọi thứ về Sài Gòn, đường đi nước bước gì em không biết, và em cũng không ai dẫn dắt em á. Rồi anh ở sao? Dạ thì có một người quen của em thôi. Dạ người quen của bà con em á, thì ở bên quận 12 á. Dạ thì em họ gửi em vô đó ở nhờ để cho em cái thời gian đầu em đi làm, nhưng mà em phải chịu khó em đi xe bus. Đó, em ở trong một cái gia đình đó thì gia đình họ cũng không có khá giả gì lắm, mà cũng nhà thì rất là nhỏ mà rất là đông người. Em phải sống ở trên một cái gác, họ cho em sống ở trên một cái gác, nó tối mà nó tóm lại là lúc đó thì mình không có chê hay là gì. Mình có được cái chỗ ở thì mình đã rất là vui rồi, tại vì trước giờ mình cũng đâu có hưởng thụ những cái sung sướng đâu, nên là cái đó rất là bình thường đối với em. Thì họ cho em ở nhờ, rồi bắt đầu em đi làm thì em làm tận ở trung tâm đó. Thì em làm, em cố gắng, em chăm chỉ để em làm, thì khoảng tầm 3 tháng thôi, sống ở Sài Gòn mà không 3 tháng thì mình sẽ thay đổi dần. Và em thì được có một cái là em là buôn bán từ nhỏ, nên là vấn đề em rất là lanh và em rất là linh hoạt trong giao tiếp đó. Thì
làm sau 3 tháng là em được làm quản lý cái shop đó. Thì mình thấy là chị ấy tăng lương cho em mà chị ấy tăng lương, chị ấy giấu. Chị tăng lương cho em, chị em đừng có nói với những nhân viên khác nha. Đó có nghĩa là mình làm được việc. Thì xong làm được một thời gian á thì em có quen một cái người bạn. Thì người bạn giới thiệu em cho một cái công việc mới. Bạn em thấy em cũng khổ, nói bây giờ mày làm công việc này đi thì nó sẽ có tiền nhiều hơn. Nó thì lúc đó em cũng ok, mình nghe có tiền là mình thích thôi, mình muốn thay đổi mà. Thì làm ở một cái chỗ đó thì vô một cái chỗ đó là chỗ massage, một massage nữ. Em vô đó em làm phục vụ à. Em làm phục vụ là có nghĩa là locker, em làm locker á, là giữ, em làm locker á, giữ tủ quần áo rồi lấy đồ cho khách người ta thay. Thì lúc đó em đã sống trong một cái môi trường đó là lại tiếp tục là môi trường người lớn, nhưng mà lúc này là mình đã đúng lớn cái số tuổi của mình rồi, mình có thể sống trong cái môi trường đó. Xong cái cũng làm cũng đúng ra là có tiền thiệt. Có nghĩa là lúc đầu em làm ở cái việc kia tháng có 3-4 triệu, nhưng mà khi em vô công việc này một tháng em kiếm được có thể 10 triệu. Cái lương thì nó không nhiều, nhưng mà mình làm á em rất là lanh lẹ và khôn khéo, nên là làm được tiền tiếp người ta cho mình rất là nhiều đó. Xong rồi làm là người ta đi vô massage thì mình ở ngoài này mình phải lấy giày của người ta ra, mình đánh giày các kiểu đó, để mình lấy mình ra người ta thấy giày đẹp quá người ta cho mình tiền. Có nghĩa là vậy, em rất là nhanh vô mấy cái vấn đề đó nên là em làm cũng tốt. Xong cái bắt đầu làm trong cái ngành nghề đó thì cũng có bạn bè giới thiệu à, bây giờ có một cái công việc này có tiền hơn, mày có muốn làm không, thấy mày cái khả năng mày có thể làm được cái điều đó. Cái em mới hỏi là làm gì. Bây giờ mày làm phục vụ massage, như vậy mày chuyển rồi mày làm massage, bây giờ có chỗ làm. Cái em cũng lúc đó là mình em mới lên Sài Gòn thì cũng được năm mấy rồi, lúc đó là lên làm việc thì cũng được năm mấy rồi, mà lúc đó thì hoàn toàn mình biết massage nữ thôi, còn massage nam là sao mình cũng không rành. Thì chỉ nghe nói có tiền là thích đi. Mình trong đầu em lúc mình đi lên Sài Gòn mình làm mình kiếm tiền mà, nên mình cứ nghe tiền là mình cứ cuốn theo. Mình không có nghĩ là cạm vợ cạm bẫy hay là cám dỗ, lúc đó mình em không nghĩ đến vấn đề điều đó luôn á. Lúc đó mình còn ngây thơ lắm, mình trong nghĩ là mình bỏ sức ra mình làm mình kiếm tiền là thôi đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó cái đầu em chỉ suy nghĩ vấn đề đó thôi. Thì giới thiệu xong thì nó chỉ em chỗ đi học, thì em cũng vô chỗ đó em học massage này kia. Xong rồi bắt đầu em vô trong một cái điểm đó em làm, thì vô trong được một cái điểm đó làm thì em mới biết được ở trong cái điểm đó như thế nào. Nói về vấn đề này thì nói thật ra em không có ngại về chia sẻ về vấn đề này. Thì cuộc sống mỗi người mà nó đều có thăng trầm, mà mình phải có những cái mình vượt qua. Đôi khi người ta có quyền lựa chọn, nhưng mà bản thân của mình không có quyền lựa chọn trong cái thời điểm đó. Hiện tại thì ví dụ như mình có thể, nhưng mà trong thời điểm đó mình không có quyền lựa chọn. Cuộc sống bắt buộc mình như thế đó thì mình bắt buộc mình như thế đó. Có nhiều người nghe được thì sẽ nói mình là đổ thừa hoàn cảnh, nhưng mà họ không phải là em thì họ sẽ không hiểu cái điều em cần làm là cái gì. Nên là em cứ làm để em kiếm tiền và em lo cho gia đình của em. Tại gia đình em dưới quê rất là khổ. Trước đó em đi làm tháng 3-4 triệu, em ăn xài em chi trả hàng tháng, em gửi về gia đình em 1 triệu. Em gửi về cho mẹ em, mỗi lần gửi là mẽ mừng lắm. Làm nhiều hơn thì tháng 4-5 triệu. Cái bây giờ mình đi làm này một tháng mình có thể kiếm được 20-30 triệu, mà lúc đó em làm em kiếm được nhiều tiền. Cái em bị cuốn vô, em bị cuốn vô. Và em không nghĩ đó là cám dỗ hay là gì. Tại vì cái sức của mình làm ra nó, cái đồng tiền thì sạch dơ quan trọng là mình không có trộm cướp hay là như thế nào thôi, nhưng mà khi mà em làm ra được cái đồng tiền mình xài đúng vào mục đích ý nghĩa thì cái đồng tiền đó nó rất là giá trị. Và công việc em làm dù cho có đánh đổi hay không đó là xứng đáng. Em không có ngại chia sẻ những cái vấn đề này. Rồi nói về tình cảm đi ha, có nghĩa là từ trước đến bây giờ Cường đã thật sự yêu ai bao giờ chưa? Dạ, nói về vấn đề tình cảm thì chắc là cái người cuối cùng đến thời điểm hiện tại là em quen á. Dạ, thì em bây giờ em ngồi em nghiệm đây thì có nghĩa là cái thời gian nó cũng không có, em với người đó quen nhau thì nó thời gian cũng quá lâu, cũng tầm khoảng 1 năm thôi. Nhưng mà bây giờ em ngồi em suy nghĩ lại thì đúng ra lần đầu tiên, bây giờ năm nay em cũng 30 tuổi, em mới biết đó là cái tình yêu. Có nghĩa là bây giờ là chia tay rồi, em mới nghiệm ra là em, lúc đấy là yêu. Dạ đúng rồi. Em đến với cái người này á, lúc đầu á là cái giai đoạn lúc đó là em, cái suy nghĩ, cái tư tưởng của em mà để mà người ta lo lắng cho mình đó là không có còn nữa. Nên là em không có nghĩ là người này quen em mà sẽ lo lắng cho em không nghĩ về vấn đề đó. Nhưng mà thực ra người ta lo, họ có khả năng hơn mình. Em không nghĩ là một vấn đề, nhưng mà họ có khả năng hơn mình thì họ thấy họ thương mình thì họ sẽ giúp đỡ cho mình. Thì nói có sách mách có chứng là cái vấn đề là hôm nay cái quán chè của em á là do người ấy giúp đỡ em mở lên cái quán chè này, chứ nói thật ra em cũng không có khả năng để mà mở ra cái quán chè này. Nhưng mà khi mà em nghĩ đây là một cái tình yêu thực sự, là
cái lúc mà hai người mà chia tay nhau á, thì cái người đó có nói với em một cái câu mà em nhớ hoài, có nghĩa là bây giờ hiện tại em nhớ hoài và sau này em vẫn phải nhớ hoài luôn, chứ em không bao giờ mà em quên được, là những cái gì mà họ dành cho em á, bây giờ dù cho có chia tay nhưng mà những cái gì mà họ dành cho em, tình cảm và mọi thứ họ dành cho em, đừng bao giờ nghĩ là em sẽ nợ họ, bởi vì đó là cái họ làm xứng đáng em được nhận. Em là một trong số những người mà anh thấy cái cuộc sống từ hồi bé đến bây giờ nó trải qua rất là nhiều thăng trầm nhé. Và cái cuộc sống của em nó có rất là có chiều sâu á, bởi những cái câu chuyện mà em đã từng trải qua, em trải nghiệm nó. Thì anh chỉ muốn là em gửi đến các bạn trẻ trong cộng đồng của mình á, một số cái thông điệp để mình có thể vượt qua những cái rào cản trong cuộc sống và trở nên tiến bộ hơn và thành công hơn. Dạ, thì cái thông điệp mà em muốn gửi đến cho các bạn trong cộng đồng á, thì em nghĩ là cái cuộc sống của mình á, dù cho có thăng trầm như thế nào đi nữa, thì dù cho có sống và mà xảy ra mọi việc như thế nào đi nữa, thì quan trọng là mình phải đối diện với nó. Mình phải đối diện với nó, mình đừng có nghĩ nó là cái vấn đề gì tiêu cực hết. Mình phải luôn lạc quan. Cái điều của mình làm thì luôn luôn sẽ làm, mình muốn làm những cái điều tích cực. Nhưng mà trong cái cuộc sống của mình đôi khi có sẽ trải qua những cái mà mình không có phải là người lựa chọn được. Tại vì không phải ai cũng lựa chọn được cái mà mình muốn làm đó. Nhưng mà quan trọng mọi vấn đề là cái định điểm, cái kết quả mình muốn á. Mình đặt ra cho mình một cái kết quả như thế nào, mình để mình cố gắng mình vượt qua nó. Rồi, tạm chia tay Cường ở đây, cảm ơn Cường vì buổi nói chuyện hôm nay. Rồi sau này thì chương trình sẽ có một vài bất ngờ dành cho Cường nữa nhá. Bye bye Cường. Bây giờ thì chúng ta đã có mặt ở căn hộ nhà riêng của Cường. Và Tuân xin dẫn mọi người vào thăm mẹ của Cường là cô Bảy. Và chúng ta cùng vào nhá. Cháu chào cô ạ. Cháu là Tuân từ chương trình Real Life ạ. Hôm nay thì cháu xin phép được dẫn khán giả đến đây để thăm nhà của mình và cùng chia sẻ câu chuyện về gia đình mình. Cô là cô Bảy, mẹ của Cường. Mời con vô giờ chơi. Dạ vâng ạ, cháu xin phép. Hôm nay thì Tuân xin dẫn mọi người đến nhà riêng của gia đình Cường để gặp gỡ mẹ của Cường, là một người đã gắn bó với Cường từ tuổi thơ đến bây giờ và đã cùng đồng hành với rất nhiều các giai đoạn ở trong cuộc sống của Cường. Cháu chào cô. Cháu là Tuân đến từ chương trình Real Life. Hôm nay cháu xin phép được dẫn khán giả đến đây để lắng nghe những tâm sự của cô là một người mẹ, để xem là trong những cái quá trình phát triển của Cường đó thì cô đã đồng hành như thế nào và cảm nghĩ của cô như thế nào trong những quá trình đó. Thì cô cũng chia sẻ là cũng như hồi xưa ở dưới quê, cô cũng nghèo khổ. Mua gánh băng bưng thì lúc đó là cô đẩy xe chè. Rồi Cường thấy khổ quá, như băng không có được ổn định, ế lên ế xuống. Rồi Cường phải bắt mẹ lên thành phố đặng kiếm cái mặt bằng, đặng mở quán chè ra cho mẹ bán, đặng phát triển. Nó rồi thành ra cô cũng đi lên đây là năm mấy rồi. Một năm mấy. Rồi cháu chỉ muốn quay về tuổi thơ của Cường và của gia đình mình là Cường bảo là đã trải qua một cái tuổi thơ mà mình phải đi đây đi đó rất là nhiều chỗ. Nó đi gian nan một tay nó khổ, nhà cửa không có hay nó cũng lo cho nhà cửa, rồi em này kia út đó đi học hành một tay nó lo không. Nó rồi nó ngay năm tới năm nay là cô đỡ thôi, chứ hồi đó khổ lắm. Thì ở nhà không có ở, đi khắp nơi đi tầm lum tà la hết trơn. Rồi giờ là mới cắt được cái nhà dưới quê và bỏ dưới giờ lên đây đó. Là xây được nhà nhưng mà mình không ở dưới đó. Nó cắt cũng đâu cũng 3-4 năm rồi. Dạ vâng. Hồi đó đi nước sinh mệnh á, rồi về tự lựa chọn luôn, cắt rồi đồ đạc ở trên đây cũng chở về quê, mua này kia máy giặt tủ lạnh lù ghế đồ đàng hoàng chở về dưới nhà hết, là mọi việc quê không. Rồi cái ngày mà Cường quyết định xin phép gia đình mình để lên Sài Gòn để mà bắt đầu kiếm sống á cô, thì lúc đấy cái cảm giác của mình như thế nào cô ạ? Thì hồi đó nó lên đây mới có mười mấy tuổi rồi con ơi. Là đó vất vả lắm. Hồi đó lên đây là kể cũng như là nó kể cho cô nghe là hoàn cảnh chị em này kia thương đùm bọc với nhau. Hồi đó là đi bán shop, quần áo không có, rồi đứa này đứa kia mua cho, rồi mà dành dụm đó, cái chủ shop đó thương cái bắt đầu tới chừng mà hô mần rồi có khách này kia bán đắt lắm. Và tới trường xin nghĩ là cái chủ đó tiếc ghê lắm luôn. Rồi mấy cô bán tháng cũng có mấy triệu, có đây dành gửi gì cho mẹ phần nào vậy đó. Còn lo cho em Út đi học. Lo lắm, không có biết đi chơi, đi đây, đi đó, không có rượu chè về. Thì giống như là Cường đã đề cập á. Là Cường đã có một cái thời gian rất là khổ, khổ lắm. Đến mức mà quần áo người ta cũng phải đưa, giày dép người ta cho mượn. Mà nhiều khi Cường bảo là Cường không dám nói. Nói sợ mày buồn, sợ không buồn, dám nói. Sợ lo. Thì mới cái vụ quay phim này nói ra là cô mới hiểu đó. Là hôm nay cô mới biết. Chứ cô chưa hiểu nữa. Cái bữa quay ngày hôm qua đó là cô mới hiểu ra là vụ kể dài dép đó.
cho cô chưa hiểu nó tới giờ đó. Cô không bao giờ nghĩ là đứa con bé nhỏ của mình trải qua những cái sóng gió mà khó khăn quá như vậy cô. Bởi vậy không ngờ, cô không có nghĩ đến đâu như vậy đâu, mà giờ con mình nó nói ra mình quá quá đau, đau lòng lắm. Nhưng mà may là tất cả mọi thứ trải qua hết rồi. Rồi bây giờ qua hết. Cháu thấy cái mọi cái sự gì đó nó cũng phải trả giá, và cái giá mà Cường đã trả cho nó thì anh cháu thấy xứng đáng. Tại vì cháu thấy ngay cả Cường chia sẻ với cháu là Cường cũng chưa có cơ hội để ngồi chia sẻ với cô. Nghĩa là hai mẹ con chưa ai chịu mở lời. Nó cũng chưa mở lời mà cô cũng thấy cũng chưa có mở lời với con. Thấy ngày qua ngày cho buôn bán rồi cái gia đình thấy vui vẻ rồi bỏ lơ, thành ra cũng không có tìm hiểu tới vụ đó làm chi. Chưa một lần nào mẹ và Cường có cơ hội để ngồi nói chuyện cùng nhau. Nhân dịp này, Greenlight đã tạo cơ hội cho hai mẹ con được một lần trò chuyện cùng nhau và bày tỏ hết nỗi lòng của mình. Thì nãy giờ con ở ngoài á, con cũng có nghe cái câu chuyện mà mẹ nói với Tuân rồi á. Thì con thấy giống như là giữa hai mẹ con mình có một cái rào cản mà không ai có thể là chủ động để bước qua cái rào cản đó. Thì sẵn hôm nay thì con có cái lời con muốn nói với mẹ. Thì về vấn đề trong cái cuộc sống thì từ trước tới giờ, từ hồi mà con sống xa gia đình đến ngày hôm nay thì con đã có cái cơ hội để cho một cái gia đình của mình được sống gần với nhau. Thì con cũng đã trải qua rất là nhiều thứ, vui có, buồn có, và những cái gì kém may mắn nó cũng có. Nhưng mà con mong mẹ là đừng có buồn hay là suy nghĩ và lo lắng quá nhiều về cái chuyện đó. Tại vì con thấy con nghĩ là bản thân mình có thể là đủ mạnh mẽ để đón nhận nó và để vượt qua nó. Thay thế giống như là một mình con có thể, bản thân con có thể hy sinh một tí xíu gì đó để đổi lại. Chỉ một mình con có thể hy sinh nhưng mà đổi lại gia đình mình rất là nhiều người được niềm vui và hạnh phúc, thì con thấy là nó rất là xứng đáng. Hôm nay mình có cái cơ hội để mình ngồi mình nói chuyện với nhau, thì con mong mẹ là cái giới tính bây giờ thực ra nó không có quan trọng là mình như thế nào, nam hay nữ hay là như thế nào, mình không có quyền được lựa chọn cái giới tính của mình. Nhưng mà quan trọng là dù giới tính thế nào thì nữa, con vẫn là một cái người con biết rất là lo được cho gia đình, lo cho em út, lo cho cha mẹ, và lo tốt và sống tốt cho bản thân, cho xã hội. Con chỉ mong mẹ hiểu như vậy là được rồi. Và con cũng cảm ơn mẹ và cha đã hiểu và đã chấp nhận dù cho con như thế nào đi nữa. Là hồi đó lên Sài Gòn thì mẹ lo là lên đây cũng như sợ là bạn bè của con đi sợ này kia, rồi hư hỏng này kia cũng sợ lắm chứ. Mà giật hồi lên đây thì con không có được như vậy thì mẹ mừng lắm, tốt đó. Vậy là cũng mừng cho mẹ nhiều lắm rồi. Xin phép hai mẹ con, sau cái cuộc nói chuyện vừa rồi á thì Cường thấy như nào? Dạ em thấy mình thoải mái hơn. Và em nghĩ là sau cái lần này thì từ đây trở đi có cái vấn đề gì thì em nghĩ là em có can đảm và để chia sẻ với mẹ những cái điều mà em nghĩ cần nên phải chia sẻ. Cô ạ, cháu xin phép hỏi là cái ước muốn của cô là được Cường mở lời và chia sẻ về những cái thăng trầm mình đã trải qua. Bây giờ thì cô cảm thấy là mình hài lòng chưa? Cô thấy gì là cô vui vẻ rồi. Con mình nó thỏa thuận với mình vậy rồi, mình cũng vui vẻ rồi. Thỏa thuận luôn. Xứng đáng. Thì đến đây thì thời lượng của chương trình cũng hết rồi. Và cháu xin phép thay mặt khán giả tạm biệt cô và Cường. Và một lần nữa cảm ơn hai mẹ con đã tham gia vào chương trình. Cô cũng rất cảm ơn chương trình này quá nhiều luôn đó. Rồi cháu xin chúc gia đình của mình sẽ ngày càng thành công và yêu thương nhau hơn, và lúc nào cũng có một, sau tất cả những khó khăn đã trải qua thì bây giờ là lúc mình được tận hưởng những cái niềm vui trong cuộc sống từ những cái cố gắng mà cả gia đình đã cùng nhau. Cháu xin phép thay mặt khán giả chương trình chia tay gia đình mình ở đây, và cảm ơn cô và Cường một lần nữa.